Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ. Và chương trình được phát sóng vào lúc 19h15 vào mỗi tối thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Và bây giờ là sự xuất hiện của hai người chơi. Wow, trời ơi, ngày hôm nay chương trình của chúng ta có người nước ngoài xuất hiện. What's your name? Em nói tiếng Việt được. Ủa? Người Việt. Người Việt. Người Việt. Người Việt. Bây giờ thử đứng sát đây nè, thấy gì chưa? Chân dài tới nách là có thiệt. Chân dài tới nách là có thiệt. Ôi trời đất ơi, tôi cảm giác tôi nhỏ bé quá trời đi. Bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào tất cả các bạn đang xem chương trình. Và xin chào anh MC Huyền Lập, em tên là Hồng Xuân ạ. Ồ, năm nay Hồng Xuân bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 26 tuổi. 26 tuổi là nhỏ hơn anh Huỳnh Lập rồi. Không biết quê quán của mình ở đâu? Dạ, em ở Vũng Tàu ạ. Wow. Anh Lập có mọi cổ? Có mọi chứ. Trời ơi, mình quanh đây đi nọ, đồng trang phải lứa hơn. Đúng rồi, dễ nói chuyện hơn thấy không? Anh giới thiệu đi. Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ, em tên là Phúc Gia Lô. Thế bây giờ anh Phúc Gia Lô cũng như là Hồng Xuân đến với chương trình của chúng ta đã chuẩn bị như thế nào về kho tàng ca dao tục ngữ rồi? Sơ sơ. Nhưng mà nhiều khi chuẩn bị nhiều vô đây cũng bị khớp nha. Đúng rồi. Tại vì vô đây bây cũng giờ bao la bát ngát luôn. Đúng rồi, tại vì những cái gì mình biết, người ta nói là kiến thức mình biết nó như một hạt cát gì đó. Đúng rồi. Đó, còn những thứ mình không biết như một cái sa mạc vậy đó. Để muốn cuộc chiến ngày hôm nay sẽ như thế nào, xin mời hai người chơi tiến về vị trí hai bục ạ. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Chúng ta đến với vòng chơi ngày hôm nay với chủ đề là tình làng nghĩa xóm. Và ngày hôm nay tất cả những câu ca dao tục ngữ thành ngữ sẽ xoay quanh về chủ đề tình làng nghĩa xóm. Đến với vòng đầu tiên mang tên Khởi Động. Người chơi sẽ có nhiệm vụ giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông sau khẩu lệnh hết của MC. Nhớ nha. Và đây là câu đầu tiên. Điền từ còn thiếu vào câu thành ngữ tục ngữ: nhất cận ba chấm, nhì cận thân, A lân, B người, C kề. Hết. Dạ, câu trả lời của em là câu A. Nhất cận lân, nhì cận thân, đúng không ạ? Và đó là đáp án chính xác. 10 điểm dành cho Hồng Xuân. Nhất cận lân, nhì cận thân, ý nghĩa là mối quan hệ tốt với hàng xóm thì có việc sẽ dễ được giúp đỡ hơn là chờ những người thân ở những nơi quá xa. Câu số 2, nhớ danh quyền ưu tiên trả lời nha anh Phúc Zalo. Sắp xếp các từ bị xáo trộn thành câu tục ngữ thành ngữ hoàn chỉnh. Xa không con bà bằng gần giềng láng. Hết. Xin mời Phúc Zalo. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Trời ơi, quá dễ luôn. 10 điểm dành cho anh Phúc Zalo. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Giờ đồng đều rồi nha. Coi ai thắng trong vòng đầu tiên nha. Câu số 3 cho vòng đầu tiên. Đọc 3 câu ca dao tục ngữ thành ngữ có chủ đề là tình làng nghĩa xóm. Hết. Ôi, vẫn là Phúc Zalo. Xin mời anh. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Không được sử dụng những câu đã rồi. Tối lửa tắt đèn có nhau. Cái câu đó chỉ nằm ở phân nửa câu thôi nha. Nó là một câu rất là dài đó. Một câu dài hả? Người ta nói là hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Chưa chính xác. Chưa chính xác hả? Tình làng nghĩa xóm. Đúng luôn đó. Đúng một câu. Đúng rồi, một câu rồi. Năm, bốn, ba, hai. Vẫn không nghĩ ra. Hết giờ. Bây giờ tới Hồng Xuân. Hồng Xuân có thể bổ sung đáp án. Em không có đáp án. Rồi, vậy thua luôn. Dạ. Rồi, vậy là chúng ta không ai ghi điểm với câu này cả. Không sao, mình hòa nhau cũng được. Thì bây giờ nó có một cái câu nữa là: cơm ăn chẳng hết thì treo, việc làm chẳng hết thì kêu láng giềng.
Đó là câu cải dao. Và đó chính là vòng đầu tiên của chúng ta khởi động. Và sau vòng đầu tiên, số điểm như sau: Phước Yellow và Hồng Xuân đang bằng nhau với số điểm là 10 điểm. Ngang tài ngang sức nha. Và bây giờ là vòng 2 với tên Hình ảnh biết nói. Với vòng này, hai người chơi sẽ phải nhìn lên màn hình. Trên màn hình sẽ có hình ảnh thể hiện một câu ca dao tục ngữ. Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là biết liền, bấm chuông liền để trả lời để được 50 điểm. Còn không, thời gian trôi qua, những cái chữ gợi ý sẽ hiện lên và chúng ta sẽ bị mất dần 5 điểm, 5 điểm, 5 điểm. Nhớ nha, không có khẩu lệnh hết. Lên hình, biết là bấm chuông liền ha. Và sau đây là hình ảnh của chương trình. Rồi, xin mời anh. Hàng xóm láng giềng, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Rồi, đọc lại cho rõ ràng nè. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau là đáp án. Chính xác, chính xác. Và với đáp án này đã có hai chữ gợi ý hiện lên nên số điểm dành cho anh Phúc Zalo là 40 điểm. 40 điểm cộng thêm cho 10 điểm của vòng 1 là 50 điểm. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Mình đang nói với những người mà đang ở gần với mình thôi. Nhiều khi mình có khó khăn gì thì mình sẽ bao bọc giúp đỡ lẫn nhau. Đúng như rồi. Em nói đó, thiếu miếng đường, miếng muối, miếng bột ngọt, mình qua xin cái người ta cho liền. Để sau này, ví dụ mình có cái gì, có bánh trái, mình qua mình chia sẻ lại. Đúng rồi. Để mà mình cùng chia sẻ, cùng yêu thương, là bởi vì sát vách nhà mà. Và đây chính là ý nghĩa của câu hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Chúng ta có thể gỡ được điểm, lật ngược ván cờ với vòng thứ 3. Vòng thứ 3 này mang tên câu chuyện tình huống. Hai người chơi sẽ phải xem tiểu phẩm, xong tiểu phẩm đó sẽ có một cái câu về ca dao tục ngữ và phải nhớ sâu khẩu lệnh hết mới được bấm chuông nha. Trả lời được 100 điểm. Còn nếu như không có đáp án, gợi ý chương trình hiện lên chỉ còn 50 điểm mà thôi. Ôi mà 50 điểm là Hồng Xuân có cơ hội được chiến thắng nha. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng rồi, đúng nên rồi. Thôi nha, phải cố gắng hết sức giành quyền ưu tiên và trả lời thật đúng. Và bây giờ là thời gian dành cho tiểu phẩm. Ba ơi. Yeah. Anh ba. À, hả? Trời ơi, anh cho tôi mượn cây búa coi. Chồng tôi đang đóng đồ. Ủa, bị gì vậy? Trời ơi. Trời đất ơi, sao mà bị dữ vậy? Trời, hồi nãy ra sau vườn cuốc đất đó. Trời ơi, không được. Cuốc sao cũng vô móng giò tôi luôn. Chết rồi anh ba ơi, cái này không có được đâu. Cái này là phải đi trạm xá để cho người ta coi làm sao. À, anh gọi đây nha, tôi để tôi kêu chồng tôi qua chở anh đi. Ê, thôi, không cần đâu. Tôi sao vậy? Phiền gia đình chị Bảy lắm. Để tôi gọi nhỏ em út tôi về. Trời cho tôi. Đất ơi, bị như vậy mà còn gọi em ông về nữa hả? Ừ, chứ sao? Ừ, để tôi coi gọi xong cái nó về không nha. Rồi, chị Bảy đừng có nói vậy, nhỏ út thương tôi lắm à. Ừ, để tôi coi. Alo, Út hả? Ờ, anh ba sáng nay bất cẩn làm bị thương cái ngón chân nè. Giờ đau quá, Út về lo cho anh được không? Hả? À, Út kẹt hả? Vậy thôi hả, anh thôi để anh ba tự lo. Không sao, anh ba tự lo được mà. Đó. Thấy tụi nó có sai không? Nghĩ sao mà nó trên thành phố rồi nó chạy về đây là hả, cái chân của anh thúi luôn á. Không có được. Bây giờ á là anh ngồi đây đi, tôi kêu chồng tôi qua chở anh đi liền. Ngồi đây đợi tôi nha. Cái gì? Trời ơi, ơn nghĩa gì? Láng gì với nhau không à? Đợi tôi kêu chồng tôi qua liền. Đúng là. Thì xong cái tiểu phẩm này rồi là không biết là chúng ta đã có nhen nhóm cái câu trả lời nào trong đầu chưa? Gọi cho một đứa em ruột rà của mình ở thành phố
nhưng mà bận công chuyện, đường xá xa xôi quá không thể nào kịp thời có mặt để mà cứu giúp người anh. Hàng xóm có mặt cứu giúp liền. Đó, thông tin của chúng ta là như vậy. Và bây giờ khẩu lệnh MC hết. Em nói lại. Đây, Hồng Sơn. Thì có cái câu này ngày xưa còn nhỏ, các cô hàng xóm hay nói với nhà em á. Thì em thấy nó cũng hình dung với câu trước, chứ không biết đúng hay không. Nghe chị nói đó là bán anh em xa mua láng giềng gần. Bán anh em xa mua láng giềng gần. Cái câu này nó cũng rất là ý nghĩa trong cái tiểu phẩm này nha, nó khớp với tiểu phẩm này nha. Tại vì nhà em á chỉ có ba mẹ con thôi, chứ không có người thân á. Cho nên lúc nào kiểu hàng xóm cũng giúp đỡ nhà em cũng hỏi là sao các cô tốt thế. Thì các cô hay nói cái câu đó với nhà em, cho nên cứ nhớ hoài cái câu đó. Tao cho hỏi thêm cái này, thí dụ hồi xưa hàng xóm mình có nhờ mình qua hái dừa giùm không? Không, em là Vũng Tàu không? Chứ em không có dừa. Rất là thú vị. Bây giờ quay trở lại với chương trình. Đáp án cuối cùng đó chính là bán anh em xa mua láng giềng gần. Và đó là đáp án. Chính xác, chính xác. Yeah! 100 điểm cho Hồng Xuân. Và sau 3 vòng chơi chúng ta có số điểm như sau: 50 điểm cho anh Phúc Zalo. Tại nãy lỡ chút người ta rồi. Lỡ tại cái giò cao lỡ ngược vòng nè, lỗi lẹ quá. Không biết em nghĩ là hỗ trợ em chứ nãy biết anh nhìn qua em thấy định nhấn rồi, cho nên là anh không nhấn nữa. Nhờ sự nhanh nhẹn nên đã giành lại chiến thắng cho Hồng Xuân với 110 điểm. Xin chúc mừng. Và bây giờ xin mời Hồng Xuân và anh Phúc Zalo bước lên phía trước. Xin chào cho Hồng Xuân giải nhất, chào cho anh Phúc Zalo giải nhì. Đúng là người cao cái giải nó cũng cao. Đến với chương trình ngày hôm nay, không biết cảm xúc của Hồng Xuân với là anh Phúc Zalo như thế nào? Đến chương trình hôm nay em sự rất là vui, em được kiểu tại vì em không nghĩ là em sẽ có được cái nhiều đáp án đúng như vậy, tại vì em không có tự tin vào cái vốn cao dòng phật cử của em lắm. À, còn Phúc Zalo thì thật ra thì anh đơ người ra vậy. Chơi là phải vui. Mặc dù thua vẫn phải vui. Đúng. Cảm ơn anh Phúc Zalo, cảm ơn Hồng Xuân đã tham gia chương trình. Và rất là cảm ơn tất cả quý khán giả đã luôn dành thời gian yêu thương theo dõi chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ. Và đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi vào lúc 19h15 vào mỗi tối thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Em xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Đoán Ca Dao Tìm Tục Ngữ. Em tên là Thanh Anh, em 26 tuổi và em là diễn viên của sân khấu kịch Hồng Vân. Dạ, em tên là Du Gia Mỹ, năm nay 23 tuổi và em đang là diễn viên. Và ngày hôm nay, Gia Mỹ và Thanh Anh đến với chương trình này, chúng ta phải chuẩn bị cho mình một cái tinh thần vô cùng thoải mái đi. Mình cũng được áp lực gì hết á. Tinh thần học hỏi.